lần chơi là em con và con đều phải tranh nhau. Có lúc thì bọn con thi nhau xem ai phá đảo được Hinterland nhanh nhất ạ. Bình thường là con. Con chơi giỏi hơn. Trải nghiệm Business Awesome, nó là thấy trong web này có những thứ rất hữu ích như là dạy chúng ta cách nhận biết và bảo vệ khỏi những người xấu trên Internet, như các tin đặc, kẻ nói hết, kẻ bắt nạt với cả kẻ lừa đảo ạ. Trò chơi Internet nó dạy con các kiến thức quan trọng. Con học được cách tôn trọng mọi người bằng cách là chỉ dùng những lời nói không gây hiểu lầm. Mình sẽ chia sẻ những điều thực tế mình có. Internet là một trò chơi rất thú vị. Con sẽ giới thiệu với các bạn của con để chơi cùng nhau ạ.